Ok, đây là cái màn hình của chúng ta và anh sẽ bật xi nhan để cho các bạn xem là khi chúng ta đánh xi nhan để rẽ đó, thì cái màn hình sẽ bật như thế nào. Khi anh bật xi nhan bên phải này, đó, các bạn thấy khi nó điều hướng rẽ phải thì ngay lập tức nó sẽ chọn cái vị trí xem bên tay phải và tổng quan là con xe, rồi anh trả về. Một lát sau nó sẽ tắt để cho chúng ta tập trung vào việc di chuyển. Thì nó vẫn báo cảm biến ở phía dưới nè, do ở cái list xe của chúng ta đang có người cứ đi qua đi lại á, thì nó sẽ bị quét cảm biến. Rồi anh sẽ chuyển qua xi nhan bên trái nè, các bạn thấy xi nhan bên trái không ạ? Rất là hay nha, rất là hay luôn. Đó, có người đi qua. Rồi anh thử đánh xi nhan và anh đánh vô lăng nè. Đó, các bạn có để ý cái phần này không ạ? À? Nghĩa là nó điều hướng cho chúng ta này, điều hướng này. Nghĩa là điều hướng của hai về bánh xe luôn, cho chúng ta biết là khi chúng ta đánh bánh xe thì nó có nghĩa là đi vào cua thì rất là dễ, và đặc biệt là khi chúng ta đổ xe hoặc là đi vào những cái tầng hầm á, hoặc là chung cư á. Đó thì chúng ta sẽ biết được cái về bánh xe của chúng ta nó có bị cán lên những cái mặt khác hay không, hoặc là cạn tường hay không. Đây các bạn thấy này, phía dưới con xe này nó đang cũng hiển thị cái phần bên trái của chúng ta luôn. Đây là toàn bộ các phần mà ghi hành trình hoặc là hiển thị. Đây này, ghi hiển thị của chúng ta có thể chọn cái chế độ hiển thị. Rồi anh đánh qua phải nha. À, anh đánh qua phải, nó đều hiển thị hết. Anh trả về. Ok, anh sẽ chọn về chế độ gear. Đây là màn hình gear của chúng ta. Màn hình gear phía sau này vẫn có cảm biến đằng sau để cho chúng ta đang có một chiếc tua neo đậu phía sau. Vẫn có điều hướng của các vạch xanh đỏ vàng để đo khoảng cách. Anh thử đánh nữa. Vẫn có đầy đủ chức năng. Các bạn thấy bẻ lái không ạ? Bánh trước nè, bánh sau nè. Đó, phần cảm biến nè và kể cả bên hông này, nghĩa là để cho chúng ta điều hướng đánh vào cái vị trí mà cái ô chúng ta muốn rẽ vào cho nó chính xác. Cũng hợp lý ấy chứ. Ok, rồi anh sẽ thử khi chúng ta tiến thì nó sẽ như thế nào. Anh sẽ nhấp một xíu thôi. Đây là cảm biến trên chiếc xe của chúng ta. À, các bạn thấy không ạ? À? Rất là rõ nét nha. Anh sẽ gear lại, tại vì anh cũng đang đậu khá sát cái chiếc mà Ford Tourneo phía trước rồi. Các bạn thấy nó báo không ạ? À? Báo rất là nhiều. Ok, anh muốn cho các bạn xem cái hệ thống camera 360 này. Thì đây là camera chúng ta có thể tích hợp trên chiếc, nói chung là mọi dòng Ford hiện tại, những chiếc mà đang sử dụng màn hình 8 inch thì chúng ta đều có thể tích hợp camera 360 này. Rồi đối với cái hệ điều hành liên kênh này thì trong hãng hiện tại là không có làm. Thì nếu các bạn muốn độ thì chúng ta phải liên hệ một số đơn vị ngoài. Tuy nhiên theo anh là không nên đối với can thiệp đối với phần mềm này. Chúng ta muốn trải nghiệm thì chúng ta phải đánh đổi. Chúng ta trải nghiệm được một cái hệ thống mà chúng ta thích thì buộc chúng ta khi mà bị ra một vấn đề gì đó thì trường hợp xấu nhất là hãng có thể từ chối bảo hành liên quan do chúng ta can thiệp phần mềm nếu những cái phần mềm nó không tốt. Đó, còn chúng ta phải đánh đổi thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Mình là Anh Thơ 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.